Thưa quý vị, ứng dụng PC COVID tuyệt đối không thu thập thông tin của người dùng ngoài phạm vi chức năng đã mô tả phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Đó là khẳng định của các cơ quan tham gia kiểm soát về an toàn bảo mật thông tin của PC COVID tại buổi tọa đàm về các quyền PC COVID yêu cầu người dùng cần cấp khi sử dụng diễn ra vào sáng nay ngày 7 tháng 10 tại Hà Nội. Ông Trần Nguyên Trung, đại diện Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong ngày hôm qua, Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 Quốc gia và Cục An toàn Thông tin đã phối hợp cùng các cơ quan kiểm tra đánh giá về các quyền mã nguồn của ứng dụng PC COVID. Thì qua đánh giá kiểm tra thì chúng tôi sẽ xác nhận tất cả những tính năng mà yêu cầu 4 quyền mà của người dùng đang băn khoăn ấy, thì không có một cái dòng lệnh, một tính năng nào, một sử dụng chức năng nào khai thác dữ liệu của người dùng ngoài cái tuyên bố đã được công bố để phục vụ phòng chống dịch. Đại tá Nguyễn Trọng Thái, trưởng phòng an toàn thông tin Bộ Tư lệnh 86 cũng cho biết thêm, các đơn vị đã sử dụng những cán bộ có chuyên môn cao, có kinh nghiệm để phối hợp với các nhà phát triển, kiểm tra một cách bài bản, không chỉ phần mềm đóng gói cài đặt mà cả mã nguồn của ứng dụng PC COVID. Qua kiểm tra thì chúng tôi cũng thấy rằng là các cái tính năng này nó không có cái tính năng thu thập cái thông tin người dùng, thông tin cá nhân. Đấy. Không có cái bằng chứng nào, không có dòng lệnh nào, không có một cái mô đun nào. Đấy. Là khẳng định rằng thu thập thông tin cá nhân là không có. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là phần mềm này là yên tâm về mặt an toàn an ninh thông tin. Ngay bản thân tôi cũng đang sử dụng. Các chuyên gia an toàn thông tin tập trung đánh giá 4 quyền PC COVID yêu cầu đều phục vụ công tác chống dịch. Quyền sử dụng Bluetooth, khi ứng dụng PC COVID ghi nhận tiếp xúc gần bằng công nghệ Bluetooth và cần được cấp quyền này, người dùng có thể lựa chọn có hoặc không sử dụng chức năng ghi nhận tiếp xúc gần. PC COVID hoàn toàn không khai thác vị trí của người dùng, tuân thủ các quy định của pháp luật và tuyệt đối không khai thác thông tin SMS, OTT của người dùng. Quyền truy cập thông báo trên điện thoại cài hệ điều hành Android. Nếu được người dùng chấp thuận, khi PC COVID dừng hoạt động, hệ điều hành Android sẽ ngay lập tức lại gọi PC COVID hoạt động trở lại và thông báo về việc tái khởi động này cho PC COVID. Người dùng có thể lựa chọn có hoặc không cấp quyền này. Quyền sử dụng camera. PC COVID cần được cấp quyền truy cập camera trên điện thoại để thực hiện chức năng quét mã QR và chức năng gửi, phản ánh kèm theo video, hình ảnh. Quyền truy cập ảnh, video, âm thanh và tệp. Ứng dụng PC COVID sử dụng quyền này để cho phép lưu mã QR cá nhân trên PC COVID về bộ nhớ điện thoại dưới dạng một tấm ảnh. Mục đích của việc cho phép lưu ảnh QR cá nhân là để người dùng có thể in ra giấy và mang theo cho bản thân hoặc cho người được khai hộ, có thể xuất trình ảnh ngay cả khi không sử dụng PC COVID hoặc không có kết nối mạng Internet. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh những lợi ích rất lớn trong bảo đảm công tác truy vết cách ly, thì như phóng sự ở trên đã đề cập, các cơ quan chuyên môn độc lập đã khẳng định PC COVID không thu thập thông tin của người dùng. Tuy nhiên, một khuyến cáo cũng được các chuyên gia bảo mật đưa ra, đó là người dùng không tự ý khoe hay là công khai mã QR code của mình khi được tạo trên PC COVID. Vậy đâu là những kinh nghiệm cần được người sử dụng lưu ý khi sử dụng app để được an toàn và bảo mật? Hãy tiếp tục với #247 ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, PC COVID được phát triển dựa trên Bluezone là ứng dụng thống nhất để khai báo y tế và lịch trình di chuyển trên toàn quốc. Để cài đặt ứng dụng thì quý vị có thể tìm kiếm từ khóa PC COVID trên các chợ ứng dụng hoặc truy cập vào trang web pccovid.gov.vn. Vâng, và với một số quý khán giả có gửi thắc mắc đến với số kết nối về việc mà bỗng dưng PC COVID có trong máy điện thoại dù không cài đặt, thì xin thưa quý khán giả, đây chính là Bluezone được nâng cấp cập nhật lên thông qua một trình cập nhật tự động của máy điện thoại. Và nếu quý khán giả chưa có PC COVID được cập nhật từ Bluezone thì quý khán giả có thể đơn giản là thao tác cập nhật thủ công ở trên các trang ứng dụng, hoặc là đơn giản hơn là xóa Bluezone đi và cài lại một phiên bản PC COVID mới nhất. Vâng, và trong #247 ngày hôm nay thì Hải Triều và Ngân Hạnh đã gom được một số câu hỏi từ quý vị khán giả trong quá trình sử dụng PC COVID. Vâng, và có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên luôn. Một câu hỏi đến từ bạn Hoàng Quyên và cũng là câu hỏi cơ bản nhất để sử dụng PC COVID. Tôi cần phải làm gì để khởi tạo thẻ thông tin COVID-19? Để khởi tạo thẻ, trước hết quý khán giả hãy điền thông tin số điện thoại đang sử dụng. Hệ thống sẽ gửi về mã OTP để đăng nhập. Một mã QR sẽ hiện diện cùng với một số thông tin cơ bản. Tuy vậy, để mã QR này có đầy đủ hiệu lực,
chúng ta cần cập nhật mục quản lý QR, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn. Đối với quý khán giả có nhu cầu khai hộ người thân, trẻ nhỏ, có thể sử dụng mục khai báo y tế, chọn khai hộ. Như vậy, trong một ứng dụng PC COVID, quý khán giả đã có một ví các mã QR cho người đi kèm, giúp tiết kiệm thời gian hơn. Một câu hỏi khác cũng về thẻ COVID, từ một chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống có hỏi là: tôi kinh doanh dịch vụ, làm sao để tạo mã QR cho cửa hàng? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này. Trong mục quản lý QR, phía dưới quý khán giả lựa chọn tạo mã QR địa điểm. Thông tin này sử dụng cho trường học, nơi công cộng, cửa hiệu, rạp phim. Vì vậy, ai cũng có thể tạo lập mã QR địa điểm. Do đó, khuyến cáo được ứng dụng đưa ra là người dùng cần khai báo trung thực, đúng pháp luật Việt Nam. Mã QR địa điểm có thể lưu về máy hoặc in ra để thuận tiện hơn cho khách hàng sử dụng. Ngân Anh ạ, có khá nhiều là khán giả cùng gửi chung một câu hỏi về bảo mật thông tin của mã QR trên ứng dụng PC COVID. Cụ thể là: tôi không muốn để lộ thông tin cá nhân khi quét mã QR thì cần phải làm gì? Đối với yêu cầu này, khán giả có thể chọn menu, chọn cài đặt và chọn mục ẩn thông tin trên mã QR. Lúc này quý khán giả sẽ có hai mã QR ở giao diện chính, một mã QR thường và một mã QR để ẩn thông tin. Theo thử nghiệm của Sống Kết Nối, tính năng này hoạt động khá hiệu quả khi chủ các địa điểm không quét được thông tin đầy đủ của mã QR ẩn. Trong phiên bản hiện tại của PC COVID, việc tắt Bluetooth là hoàn toàn khả thi với 3 bước: truy cập menu, cài đặt, chọn tắt mục phát hiện tiếp xúc gần. Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên mở tính năng này để công tác truy vết hiệu quả hơn. Đồng thời, trong các phiên bản sắp tới, các tính năng về bản đồ nguy cơ theo thời gian thực cũng sẽ được phát triển tích hợp. Thưa quý vị, ngoài việc tắt Bluetooth hay ẩn mã QR, thì giờ đây người dùng cũng có thể xóa lịch trình di chuyển đi lại trên PC COVID. Đây là một tính năng mới đáng chú ý trên ứng dụng này khi nhiều người dùng đang băn khoăn về việc bảo mật quyền riêng tư ở trên các ứng dụng phòng chống dịch. Tuy vậy thì việc cung cấp lịch sử tiếp xúc hay là lịch trình di chuyển cũng là một cách để người dùng có thể đóng góp vào công tác phòng chống dịch, phải không ạ? Vâng, và hy vọng với những giải đáp vừa rồi của chúng tôi thì khán giả đã có cái nhìn cận cảnh hơn về PC COVID, sử dụng ứng dụng này thành thạo hơn cũng như là nắm bắt những chức năng của ứng dụng này tốt hơn trong bối cảnh bình thường mới. Một lần nữa xin được cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng Hashtag 247 ngày hôm nay của chúng tôi. Theo dự kiến, vào lúc 7 giờ 51 phút hôm nay, Nano Dragon, vệ tinh được nghiên cứu chế tạo hoàn toàn tại Việt Nam, sẽ khởi đầu hành trình vào quỹ đạo cùng với tên lửa Epsilon 5 tại trung tâm vũ trụ Uchinoura của Nhật Bản. Tuy vậy, sự kiện này tiếp tục bị hủy khẩn cấp vào sáng nay do những lý do khách quan. Quý khán giả thân mến, như vậy là sự kiện phóng vệ tinh Nano Dragon Made in Việt Nam đã không diễn ra như mong đợi vào hôm nay. Lý do của lần tạm hoãn thứ hai này là do điều kiện thời tiết không đảm bảo, gió to có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tên lửa Epsilon 5 mang theo 9 vệ tinh, trong đó thì có Nano Dragon của Việt Nam. Hiện giờ thì lịch phóng tiếp theo vẫn còn đang bỏ ngỏ và phải chờ đợi câu trả lời từ Trung tâm Vũ trụ Nhật Bản. Theo thông báo từ phía Nhật Bản, cơ quan vũ trụ nước này e ngại gió lớn ở tầng khí quyển ngược chiều tên lửa sẽ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Epsilon 5. Đại diện của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam VNSC cho biết đây là tình huống thường thấy trong nhiều sự kiện phóng tên lửa. Trước đó, lần tạm hoãn đầu tiên hôm 1 tháng 10 là do lỗi kỹ thuật của hệ thống radar mặt đất. Vệ tinh Nano Dragon được phát triển với mục đích chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy AIS, phục vụ theo dõi, giám sát phương tiện trên biển.